Hello, chào các bạn nhé. Hiện tại là mình đang trên đường đi về Sìn Hồ Cao đó. Và đến đây thấy biển mây rất là đẹp, cho nên là mình sẽ dừng lại một chút. Đây các bạn nhé, đẹp chưa? Bên dưới kia chính là thành phố Lai Châu các bạn nhé. Đây mình sẽ quay cho các bạn xem cho rõ nha. Đây, quá đẹp luôn. Wow, đẹp kinh khủng luôn các bạn. Không có từ nào để mà diễn tả nữa. Đây, giống như kiểu ở đâu ta, giống như kiểu biển vậy. Đẹp chưa? Đây, có mấy ngọn núi nhấp nhô lên đây. Quá đẹp luôn. Sương sớm các bạn ạ. Wow. Wow, quá đẹp luôn các bạn này. Kinh khủng luôn. Nói chung là bây giờ chưa đẹp lắm bởi vì là mặt trời chưa lên. Khi mà mặt trời mới lên ấy, chiếu vào mây, nhìn mây trắng xóa đẹp kinh khủng luôn. Bây giờ thì hiện tại là không có nắng. Trời còn sớm quá, 6 rưỡi. Chưa có nắng cho nên là chưa có mây. À nhầm, chưa có nắng. Nên là mây vẫn còn hơi hơi đen một chút. Đây, dưới kia chính là thành phố Lai Châu các bạn nhé. Dưới này, bên dưới đám mây á. Đó, hiện tại là mây che phủ hết rồi. Ở chỗ này nếu mà đi vào ban sớm ấy, rất hay gặp biển mây như vậy. Cũng tùy từng mùa thôi, ví dụ như là nói chung là cứ mùa nắng là hay gặp. Đây, mặt trời chuẩn bị lên rồi. Wow, phía kia bắt đầu có nắng rồi kia các bạn nhé. Ánh nắng màu đỏ hoàng hôn đẹp kinh khủng luôn. Mình sẽ ra phía bên này xem nhá, xem là có mây đến chỗ nào. À đây, mình sẽ trèo lên nóc này, có đường lên không ta? Wow, cũng hơi khó lên một chút. Wow, rất là đẹp luôn các bạn ạ. Mối tội là bị cột điện này che mất một tí, hơi vướng cột điện này. Nói chung là tuyệt vời, không biết diễn tả thế nào, rất là tuyệt vời. Nhấp ảnh ra mà ra đây mà săn ảnh thì đúng là chỉ có đẹp thôi. Mình nghiệm dư cho nên là không được chụp ảnh, không được đẹp. Dưới kia các bạn nhé, góc dưới kia là mặt trời đang mọc rồi. Có chút mặt trời chiếu vào kia nhé. Rất là đẹp. Zoom được không ta? Đây, đó. Khu này chính là trung tâm thành phố Lai Châu các bạn nhé. Chính xác hơn là trung tâm thì bên dưới này một chút. Khu tượng đài ấy, à nhầm, khu tháp truyền hình ấy. Đó. Quá đẹp luôn. Thôi, chỉ qua như vậy thôi nhé. Phải đi thôi.